Bên này Từ Hạ Đình đang rằng có đáp án. Uông Quan Thần tức giận quát, con khốn, ai bảo mày xen vào việc người khác vậy, đưa giấy lại đây. Từ Hạ Ninh nhất quyết không đưa, các người gian lận chính là đã sai. Bỗng một giọng nói vang lên, các người đang làm gì vậy, mau dừng tay. Từ Hạ Ninh vội ngước mắt lên, cô vốn tưởng Doãn Ca tới, nhưng người tới lại là Uông Hội Oanh. Cô ta đi đến hiên ngang nói, sinh viên Vân Đại đều càn quấy đến vậy sao, trong trận thi đấu mà dám ngang nhiên đánh nhau. Từ Hạ Ninh nheo mắt, là cô. Uông Quan Thần nhân lúc Từ Hạ Ninh không để ý liền một chân dẫm lên tay cầm đáp án của cô. Uông Hội Oanh cũng thuận lợi lấy được đáp án. Cô ta lập tức xé tờ giấy rồi cảnh cáo, nếu cô dám kể lại chuyện xảy ra hôm nay, tôi đảm bảo cô sẽ bị đuổi học vì tội tung tin đồn thất thiệt. Hiểu chưa? Từ Hạ Ninh cười khinh, dựa vào gian lận để thắng cuộc thi, thật đáng xấu hổ khi có những người như cô trong giới học thuật. Nghe vậy Uông Quan Thần một tay túm lấy tóc Từ Hạ Ninh, một tay giơ lên chuẩn bị tát mặt cô, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Để tao coi mày còn có thể tiếp tục mạnh miệng nữa hay không? Ngay khi cú tát sắp giáng xuống, thì một bàn tay kịp thời đưa ra bắt lấy tay Uông Quan Thần cản lại. Họ Uông kia, tôi nói cậu đúng là không biết xấu hổ. Ngay cả nữ sinh mà cậu cũng đánh được. Uông Quan Thần thấy ánh mắt đầy sát khí của Doãn Ca cũng bị dọa cho sợ. Lý Nhi đáp, lúc nãy nó bất kính với chị gái của tôi, sao tôi lại không thể? Chưa kịp cho anh ta nói xong, Doãn Ca đã tung lên một cước đạp đối phương bay xa 1 mét. Doãn Ca vừa xoa tay vừa chậm rãi đi tới gần anh ta. Uông Quan Thần đúng không? Giờ sau đây, hình như tôi có hơi thích cậu rồi. Thích đến mức tôi bắt đầu suy nghĩ. Doãn Ca lạnh lùng xách cổ áo Uông Quan Thần lên, một tay vỗ vỗ mặt cậu ta, rồi chậm rãi nói tiếp, nên trông cậu ở khu đất nào ở Vân Thành này đây? Uông Quan Thần bấy giờ vô cùng sợ hãi, vội bò ra phía sau kêu cứu. Không, người đâu? Doãn Ca trực tiếp một chân dẫm lên tay anh ta, khiến Uông Quan Thần la hét kêu cha gọi mẹ. Bạn học Uông, chúng ta nói chuyện đạo lý chút được không? Bình thường ai mà sờ soạng cái mặt của tôi sẽ phế tay kẻ đó. Nhưng xem ra lần này phế một tay thôi cũng chưa đủ, cậu nói xem tôi nên đón tiếp cậu như thế nào đây? Uông Hội Oanh sau khi đi xử lý tờ giấy đáp án xong đã quay trở lại, thấy Doãn Ca đang dẫm tay Uông Quan Thần. Cô ta vội vàng chạy đến đẩy Doãn Ca hét lên, họ Mù, cô bị điên rồi. Ban ngày ban mặt mà dám đánh người của Uông gia tôi, dừng tay lại đi. Sự ồn ào bên này đã thu hút một số thầy cô đi đến, trong đó có cả thầy hiệu trưởng, dừng tay ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Mùi Doãn Ca sao lại đánh nhau? Doãn Ca nghe vậy liền mỉm cười quay ra hỏi Uông Quan Thần, bạn học Uông, cậu với tôi có đang đánh nhau không? Uông Quan Thần muốn khóc mà không ra nước mắt, ngay cả cơ hội đánh trả lại, mình còn không có, sao có thể gọi là đánh nhau? Uông Hội Oanh thấy hiệu trưởng đến thì vội vàng chạy đến trước mặt hiệu trưởng tố cáo, Mùi Doãn Ca, cô đừng có mà quá kiêu ngạo. Hiệu trưởng đi đến bên cạnh Doãn Ca nói, Mùi Doãn Ca, em có biết đánh người là sai không? Bỏ bạn học Uông ra đi, bây giờ đi về phòng hiệu trưởng với tôi. Uông Hội Oanh tiếp lời, hiệu trưởng, lúc nãy là cô ta đánh Uông Quan Thần, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Ngài phải xử lý cho triệt để. Doãn Ca nghe vậy thì không khỏi mỉm cười, quá cảm lạnh, nhưng mà... Đột nhiên cô nhìn thấy cây chổi lau trong góc, thế là liền đi tới cầm lên. Không nhiều lời trực tiếp đập vào mặt Uông Quan Thần, rồi nói, con người của tôi thuộc kiểu có thù phải báo ngay tại chỗ. Doãn Ca sau khi trả thù xong, liền mỉm cười xoa tay, được rồi, lần này không cần mấy người xin lỗi đâu, tôi đã lấy được lãi rồi. Uông Hội Oanh tức giận chỉ tay quát Doãn Ca. Hiệu trưởng vội khuyên nhủ, giáo sư Uông đừng vội, chúng tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này. Uông Hội Oanh bấy giờ đã không nể năng gì, xử lý như thế nào? Cho thôi học à? Doãn Ca thấy bộ dạng tức giận này của cô ta liền thấy vui vẻ. Nếu tôi mà là cô thì lúc này nên ngoan ngoãn cục đuôi và im cái miệng lại. Vì dù gì cô cũng biết rõ ràng, tôi đánh cậu ta là bởi vì các người đang gian lận mà. Hiệu trưởng nghe vậy liền hỏi lại, cái gì? Ai gian lận? Uông Hội Oanh vội vàng ngắt lời, hay lắm, đánh em trai tôi đã đành, còn dám bôi nhọ cả tôi. Nếu nhà trường không xử lý chuyện này thỏa đáng, tôi nhất định sẽ đem chuyện này lên các mặt báo. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với Bùi Doãn Ca. Không được, phải ổn định đối phương lại đã. Nghĩ đến đây ông bèn lên tiếng, giáo sư Uông, hay là cô đưa bạn học Uông đến bệnh viện đi. Còn những vấn đề khác, hãy đến văn phòng của tôi nói chuyện sau. Tiếp đó hiệu trưởng bèn nói nhỏ vào tai Doãn Ca, bạn học Bùi, bây giờ em gọi điện cho phụ huynh đi. Nhớ là nhắn ông cụ Tần tới. Trong lòng ông bấy giờ, mình nhớ hồi đó nhà họ Tần là từ Ca Châu phát triển đến đây. Bây giờ chỉ có ông cụ Tần mới có thể có cơ hội giữ được cô nhóc này. Một lúc sau tại văn phòng hiệu trưởng, Doãn Ca đang gọi điện thoại cho ai đó. Ừm, sẽ chờ ở văn phòng hiệu trưởng của Vân Đại, biết rồi. Sau khi cúp máy, hiệu trưởng tò mò hỏi, em gọi ai tới vậy? Cần phải giải quyết vấn đề có biết hay không vậy? Doãn Ca bình tĩnh đáp, thì chỉ là giải quyết vài vấn đề thôi mà. Mọi người đoán xem Doãn Ca đã gọi điện cho ai?